một gia đình trung lưu trí thức, tự già ngói dòi về với ruộng đồng, xa lánh gút dài làm quen địa vắng, tập sống khiêm nhường gạo ruộng. Về nơi này qua cơn khốn đốn thì mấy đứa con lại khó chọn chồng, trai tráng quê mùa làm sao biểu xứng, con bên đâu mà hẹn đục với chịu lỡ chiến xe liệt mãi dọc đường, xin ta túc nhờ một tim đời sáng, từ đó ba nàng tình một dân dương. Vốn thuộc gia đình tu nhân tính dù dày gối bèn phải giữ lấy lệ, tình dẫu cô nào tình mơ cũng xứng, hỏi nếu không đào thì mất cũng duyên. Đậu hạ cuối xuân nghĩ vậy nên lòng cô hai bối rối, gọi nữa lấy ai lo lắng việc nhà, cô hứa thôi thời mình nên ở gia thương yêu cho tròn tình mẹ nghĩa cha. Ô lớn
nặng nề, trôi mây trôi cùng